Thưa quý khán giả, ngày hôm nay, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn có thời tiết xấu với mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 cho đến 200mm, có nơi sẽ trên 200mm trên một đợt. Kể từ nay cho đến ngày 7 tháng 10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu các sông chính và các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông và đô thị. Cũng tương tự, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này cũng không cao, chỉ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Trở vào phía Nam, ban ngày trời có nắng gián đoạn, về chiều tối có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Nhiệt độ trưa chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa trời có nắng, gió cường độ trung bình, còn Trường Sa có mưa rào và dông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây biển động. Và tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.